22 giờ 15 phút, các nhân viên làm việc ở tầng 12A, số 18 Tam Trinh, Hà Nội cảm thấy tòa nhà rung lắc rất mạnh, nhiều người cảm thấy đầu óc bị quay cuồng, chóng mặt. Chị Thảo ở khu vực quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng cho hay, hơn 12 giờ chị đang ngồi máy tính làm việc thì thấy mọi thứ đang rung lắc. Tôi đang làm việc thì thấy chóng mặt. Đây nhà biên dưỡng mảng này. Đây, rô cửa đây đó. Linh đang ngủ được. Linh nó đi về mà. Nó nghiêng sang rồi. Nhà chị cũng có vết nứt. Ủy ban xã này. Bóc. Ôi nứt ác luôn này. Đây là không này. Đây là không phải tường cách tường cái này không mà. Bong và nứt cả gạch mà. ये आप देख सकते हैं मदरसे के बच्चे हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है एक सिपाही तंजीम अल खिदमत की। ये गुलिस्तान है जो ब्लॉक टन की हालत देखें आप लोग। बारिश हुई है तकरीबन एक दो घंटे बड़ी जबरदस्त तेज बारिश हुई है उसके बाद ये Thank you.
बस आगे।